Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới nhất, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á từ Trung Quốc, Philippines, Myanmar tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu cơn hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một, khiến hàng chục người thiệt mạng. Không những vậy, khi mà công tác cứu hộ còn chưa được hoàn tất thì một cơn siêu bão mang tên Pháo Hoa lập tức đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn chiến đấu của cơn đại dịch toàn cầu COVID-19, thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Lũ lụt ở Trung Quốc kỷ nguyên đen tối của kỹ thuật số sau thảm họa tàn phá Internet và điện. Vừa qua, trận lũ lịch sử ngàn năm có một diễn ra tại Hà Nam, Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Sau đó ít ngày, thủ đô của xứ sở sương mù cũng chứng kiến một trận mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở nhiều nơi. Một số bệnh viện và ga tàu điện ngầm thậm chí phải tạm thời đóng cửa vì hệ thống điện gặp trục trặc do mưa lũ. Hàng triệu người ở Trịnh Châu phát hiện ra rằng họ đã trở nên phụ thuộc vào Internet như thế nào sau khi lũ lụt lớn nhất chết giết dịch vụ cũng như là điện trên khắp thành phố. Lũ lụt ở thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã giết chết 69 người, buộc hàng trăm nghìn người phải di rời. Khi lũ lụt giảm xuống, hàng triệu người ở tỉnh Trịnh Châu đã vật lộn với cả các phương tiện liên lạc cơ bản, vận chuyển mua thực phẩm và thậm chí là giữ mạng sống cho người dân. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã biến nhiều trung tâm đô thị của mình thành những thành phố thông minh, quy mô đầy đủ và số hóa đã thấm sâu vào mọi phần cuộc sống. Đại đa số mọi người sử dụng điện thoại thông minh của họ để mua hàng, đi taxi, đặt lịch hẹn bệnh viện, đi lại trên tàu điện ngầm và thanh toán cho các tiện ích của họ. Khi Trịnh Châu mất điện và internet, công chúng bỗng thấy mình bị rơi vào kỷ nguyên đen tối kỹ thuật. Đối với một số người đó là một sự bất tiện, nhưng đối với những người khác nó trở thành vấn đề sinh tử. Một bác sĩ người mong muốn được xác định tên họ Wang, làm việc tại bệnh viện liên kết một cửa hàng đại học Trịnh Châu cho biết, khi mất điện thiết bị hỗ trợ sự sống của ICU cũng vậy, bệnh viện đã phải nhanh chóng chuyển nguồn cấp cứu những bệnh nhân nặng nhất. Bệnh viện đã phải di rời hơn 10.000 bệnh nhân đến bệnh viện huyện mới hơn có điện để dễ đoán hơn. Thang máy trong tòa nhà bệnh viện đã ngừng hoạt động và Wang cùng với các tình nguyện viên và nhân viên cứu hỏa cùng các giường ở ICU với các bệnh viên vẫn đang nằm trong đó xuống các phương tiện vận chuyển 20 tầng. Ông nói những bệnh nhân đó không thể ra khỏi giường, chúng tôi đã phải mang theo mọi thứ. Trên khắp thành phố, một phụ nữ tên Quyên Quen thấy mình bị cắt điện và internet, không có băng thông rộng, đột nhiên không thể gọi hoặc nhắn tin cho bạn bè và gia đình của cô ấy để nói với họ rằng cô ấy đã an toàn. Cô lang thang trong thành phố tìm một nơi trên con phố có tín hiệu lẻ tẻ và thực hiện một vài cuộc gọi. Sau đó thì điện thoại của cô bị chết, cô không thể tìm thấy ổ cắm hoạt động. Trong một khoảnh khắc kết nối internet ngắn ngủi vào chiều ngày hôm qua, một người bạn đã hỏi Quyên Quen trên WeChat: "Trời vẫn mưa phải không? Đừng đi lung tung. Căn hộ của bạn có bị ngập nước không?" Cô cố gắng trả lời: "Tôi chỉ không có tín hiệu điện thoại di động và điện, không có lũ lụt." Dấu chấm than màu đỏ xuất hiện bên cạnh tin nhắn cho biết tin nhắn chưa được chuyển. Dần dần, Quyên Quen phát hiện ra sự bất tiện đang ngấm vào trong góc ngách cuộc sống của cô. Trong một câu chuyện, cô có thể trở nên hài hước hơn trong nhận thức muộn màng. Quyên Quen đi làm vào buổi sáng thứ hai sau trận lụt. Khi đến văn phòng, cô có được biết công ty đã đóng cửa do thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng không có internet, cô không nhận được tin nhắn. Khi đến siêu thị, cô không thể thanh toán bằng điện thoại và không có tiền mặt. Thông thường, việc người dân thành thị trung bình của Trung Quốc mang theo thẻ tín dụng hoặc tiền mặt là không phổ biến. Cô nói không có internet hoặc điện thoại của tôi đã biến thành một cục gạch phát sáng. Trên khắp thành phố, những người khác xếp hàng tại các cửa hàng tạp hóa và mở láp để tại số điện thoại và hứa rằng họ sẽ quay lại để giải quyết nợ. Theo giao thông vận tải cũng giảm, Tencent News báo cáo rằng các ứng dụng gọi xe đã tạm dừng các dịch vụ ở Trịnh Châu do lo ngại về an toàn. Một số ít taxi vẫn chạy trên đường phố, yêu cầu mọi người trả trước bằng tiền mặt. Khi tôi sử dụng hết điện, tôi thậm chí không biết mình có thể sạc lại ở đâu, một tài xế cho biết. Theo báo cáo, Trịnh Châu đã chuyển hơn 80% số xe taxi sang động cơ điện. Jiao Keilu, giám đốc một công ty kế toán ở Trịnh Châu cho biết, sau khi mua thức ăn và nước uống theo hình thức tín dụng, anh leo lên 19 tầng thì phát hiện căn hộ của mình vẫn không có điện và nước. Trong vài ngày tiếp theo, anh trở thành kẻ lang thang trong thành phố của chính mình, tìm kiếm những nơi ngẫu nhiên có điện hoặc internet, đôi khi giao đến một quán trà mà bạn anh làm chủ, và đôi khi ở sảnh khách sạn internet, nước và điện ngắt quãng. Tôi lái xe đi lòng vòng chỉ để kiểm tra xem có chỗ nào tôi có thể nạp điện thoại hay khách sạn nào chưa đầy không. Sau lũ lụt, chính phủ đã cử người làm việc cả ngày lẫn đêm để khôi phục lại nguồn điện và mạng internet. Chính phủ cho biết vào cuối tuần khoảng 90% Trịnh Châu đã trực tuyến trở lại. Internet và điện của WeChat đã hoạt động trở lại vào tối muộn ngày chủ nhật. Cô cảm thấy biết ơn vì mọi người đã làm việc muộn như vậy để khôi phục lại tiện nghi hiện đại cho cô. Những người khác cảm thấy đây là một lời cảnh tỉnh để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Trịnh Châu, tôi đã thêm ngân hàng điện di động vào danh sách chống sót của mình. Một người biết trên Weibo, họ đưa vào danh sách 20 nhu yếu phẩm sinh tồn khác bao gồm thực phẩm đóng hộp, bộ sơ cứu, bộ đàm, tiền mặt và thậm chí cả gạch bảng. Tiếp đó mới đây, nhiều người chết ngạt khi hàng trăm ô tô chìm dưới đường hầm.
một đường hầm đông xe cộ qua lại ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị ngập trong nước chỉ sau 5 phút trong trận mưa lũ lịch sử, khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt, nhiều người được cho là đã thiệt mạng trong sự cố này. Cơ quan chức năng chưa công bố chính thức số liệu thương vong cuối cùng, nhưng trên mạng xã hội, nhiều người đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà thân nhân số được cho là bị mắc kẹt trong hầm. Truyền thông địa phương đưa tin đường hầm Trinh Quang ở Trịnh Châu đã ngập trong nước chỉ sau 5 phút sau trận mưa lớn, khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt ở bên trong. Một công nhân làm việc tại công ty cứu hộ khẩn cấp tại hiện trường cho biết, chiến dịch giải cứu mở thông đường hầm đã được triển khai trong 2 ngày vừa qua. Nhiều đoạn trong đường hầm vẫn bị ngập nặng sâu đến 2 mét. Nhiều phương tiện đã được kéo ra khỏi khu vực ngập nước, nhưng còn nhiều ô tô bị ngập ở đoạn sâu nhất trong đường hầm phải mất ít nhất 1 ngày nữa mới bơm hết nước, được lực nước ra ngoài. Đường hầm Trinh Quang dài khoảng 2 km chạy qua khu trung tâm thành phố Trịnh Châu đông dân cư. Đây là địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường và nạn kẹt xe hàng ngày nghiêm trọng trong mùa mưa lũ. Trận mưa lũ nghìn năm có một vừa qua gây ra hậu quả nặng nề cho tỉnh Hà Nam. Hơn 7,5 triệu người bị ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên này, với hơn 585.000 người buộc phải sơ tán rời bỏ nhà cửa. Theo thông báo chính thức của chính quyền, đã có 56 người thiệt mạng và 5 người có mất tích ở Hà Nam trong trận lụt này. Nhiều vùng ở Trịnh Châu rơi vào tình cảnh bị cắt điện, nước sinh hoạt, thiên tai bùng phát cùng lúc tại ba châu lục, tin rất xấu cho Trung Quốc, kỷ lục hủy diệt ở Canada. Không chỉ có lũ lụt ở Trung Quốc, các quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải hứng chịu những thảm họa tự nhiên khắc nghiệt. Điều đáng nói là chúng gần như gần cùng lúc, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, minh chứng cho nhân loại thấy rằng con người dễ bị tổn thương như thế nào trước các thảm họa tự nhiên. Sau đây là bức tranh toàn cảnh về việc con người đang phải khốn khổ như thế nào. Điều mà các nhà khoa học đã dự báo, điều mà các nhà khoa học đã tiên liệu và nói mòn mỏi không biết bao nhiêu lần. Nếu như miền Tây nước Mỹ đang phải hứng chịu nạn cháy rừng xảy ra theo mùa, thì những thảm họa ở những nơi khác lại đến hoàn toàn bất ngờ. Và chúng đến gần như cùng một lúc, Tây Âu, Trung Quốc cũng đang bị lũ lụt chết người nhấn chìm. Hơn 100 người đã thiệt mạng tại các khu vực nhiều rừng ở Canada. Mỹ và Nga đều đang chìm trong biển lửa do nắng nóng cực mạnh. Lũ lụt chết người ở Trung Quốc, ít nhất 25 người chết ở tỉnh Hà Nam. Miền Trung bị lũ lụt của Trung Quốc sau trận mưa xối xả từ cuối tuần trước. Reuters đưa tin hôm thứ Tư, lũ lụt ở Hà Nam tồi tệ đến mức một tàu điện ngầm nước đã khiến rất nhiều người bị mắc kẹt khổ sở. 12 người trong số đó đã thiệt mạng. Trước đó, Cục Khí tượng thành phố Trịnh Châu cho biết những trận mưa như chút nữa phá vỡ kỷ lục lịch sử 63 năm. Kể từ khi cục thành lập vào năm 1951, lượng mưa mà thành phố có trong 3 ngày tương đương với tổng lượng mưa của thành phố cả năm 2023. Đây thực sự là tin rất xấu đối với Trung Quốc khi hậu quả của lũ lụt chưa được khắc phục triệt để. Tây Âu ngập lụt nắng nóng. Cùng lúc đó, nước Bỉ và Áo đang đối phó với hậu quả của trận lụt kinh hoàng, làm sập nhà, biến đường thành sông ở nhiều nơi. Số người chết tính đến ngày thứ 7 vừa qua là hơn 200 người. Sau trận lụt nghiêm trọng được công nhận là thảm khốc hơn bất kỳ trận lụt nào xảy ra trong nhiều thập kỷ tại Tây Âu. Trái ngược lại, Vương quốc Anh và Ireland đang phải trải qua những đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt. Riêng tại Vương quốc Anh, Met Office đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cực cao lần đầu tiên trong lịch sử của nước này. Tiến sĩ Chet Neiman, một nhà thủy văn học Đại học Pershing của Anh cho biết, trong tương lai, tình trạng ngập lụt diễn ra vào mùa hè sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở cả thành phố, thị trấn và làng quê. Các biện pháp đang được chú ý thực hiện hiện nay bao gồm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay cải tạo các công trình công cộng như hệ thống cấp thoát nước là không đủ để phòng chống tình trạng thời tiết xấu được diễn ra trong tương lai. Chuyên gia cảnh báo thiếu hụt không gian xanh và thảm họa thực vật là nguyên nhân gia tăng các vấn đề liên quan tới thời tiết ở nhiều thành phố trong thời gian gần đây. Theo Adam Winlow, giám đốc điều hành của Aviva General Insurance, thật khó để có thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực mà nó sẽ tác động lên cuộc sống của chúng ta. Quy định về vị trí và cách xây dựng các tòa nhà cần được cải thiện để tăng khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết xấu. Xem xét sử dụng các vật liệu có khả năng chống chịu và các giải pháp tự nhiên để đối phó với biến đổi khí hậu. Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo chuyên gia Hồng Kông, lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu. Các nước trên thế giới cần phải lường trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa gây ra do biến đổi khí hậu. Đó là cảnh báo của giáo sư Johnny Chan, chuyên gia về khoa học khí quyển Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. Chuyên gia Johnny Chan nhận định lũ lụt ở Đức và ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có một liên hệ với tình trạng ấm lên toàn cầu. Hàng chục người đã thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một đường hầm đông xe cộ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào buổi cuối tuần. Nước ngập dâng trong hầm chỉ vài phút khiến cho nhiều người không kịp chạy thoát. Chỉ trước đó ít ngày, lũ lụt lịch sử ở Đức cũng đã khiến ít nhất 180 người chết. Theo giáo sư Johnny Chan, các biện pháp giảm thiểu thiên tai mà các nước đang thực hiện như nạo vét sông, thu gom nước mưa và xây dựng đê bao chống lũ lụt đã không thể thích ứng với những thay đổi bất thường của khí hậu. Theo ông, lũ lụt ở Trung Quốc và ở Tây Bắc châu Âu đã áp đảo hoàn toàn các hệ thống đê bao chống lũ hiện nay. Ông Johnny Chan nói những gì cần làm hiện nay là hãy xem xét sự gia tăng tần suất mưa lũ hoặc sự gia tăng của lượng mưa sau đó khi bạn lên kế hoạch, không nên thiết kế dựa trên những gì đã trải qua. Mà về cơ bản, phải dự báo trước được điều gì xảy đến, chính phủ các nước cần đảm bảo rằng các thành phố có thể thích ứng với những loại thay đổi khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.